chào quý phụ huynh, cô xin chào tất cả các con thân mến. Cứ mỗi khi tháng 11 về, mẹ nhắc chúng ta nhớ đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn, tri ân tới các thầy cô giáo, người đã dạy dỗ, dìu dắt chúng ta từ khi ta mới chập chững vào trường mầm non, trang bị cho ta kiến thức, kỹ năng, hành trang cho ta vững bước vào đời. Cô giáo mầm non cũng chính là người mẹ thứ hai của các con, bởi hàng ngày cô giáo chăm sóc các con từng bữa ăn, giấc ngủ, đến dạy dỗ các con những bài học đầu tiên, giúp các con phát triển toàn diện về mọi mặt. Và niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là được thấy các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trước khi vào nội dung bài học hôm nay, cô cùng các con hát vang bài hát Cô và Mẹ nhé. Ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Cô và mẹ là hai cô giáo, mẹ và cô ấy hai mẹ hiền. Để tri ân tới các thầy cô giáo, nhà thơ Ngô Quân Biện đã sáng tác bài thơ Bó Hoa Tặng Cô. Và hôm nay cô xin nhờ phụ huynh dạy con bài thơ này nhé. Để dạy các con đọc thuộc bài thơ, các bậc phụ huynh cần đọc cho con nghe 2 đến 3 lần. Khi đọc, phụ huynh cần dùng cử chỉ, điệu bộ minh họa phù hợp để các con dễ nhớ, dễ hình dung và tưởng tượng ra những hình ảnh trong bài thơ nhé. Bài thơ Bó Hoa Tặng Cô. Ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em đi hái hoa mang về tặng cô giáo. Bó hoa của em đây, vàng tươi hoa cúc áo, hồng hồng hoa cối xoay, đỏ đực nụ gông viền, tím tím hoa bì bì, dây tơ hồng em cuốn thành một bó vừa xinh. Sao em hồi hộp thế, chẳng lái được câu nào. Lời cô thân thiết sao, vòng tay cô ấm quá. Có phải hoa nói hộ, cho lòng em xôn xao. Ôi chùm hoa bé nhỏ, của đồng quê ngọt ngào. Vừa rồi, cô đã đọc bài thơ Bó Hoa Tặng Cô của tác giả Ngô Quân Biện. Bài thơ còn hay hơn khi phụ huynh đọc cho các con nghe kết hợp với hình ảnh trong video nữa đấy. Bài thơ Bó Hoa Tặng Cô. Ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em đi hái hoa mang về tặng cô giáo. Bó hoa của em đây, vàng tươi hoa cúc áo, hồng hồng hoa cối xay, đỏ đực nụ rong giềng, tím tím hoa bìm bìm, dây tơ hồng em cuốn thành một bó vừa xinh. Sao em hồi hộp thế, chẳng nói được câu nào. Lời cô thân thiết sao, vòng tay cô dịu quá. Có phải hoa nói hộ, cho lòng em xôn xao. Ôi chùm hoa bé nhỏ, của đồng quê ngọt ngào. Sau khi đọc xong, phụ huynh hãy trò chuyện với con về nội dung bài thơ để con khắc sâu, nhanh thuộc bài bằng những câu hỏi sau. Bố mẹ vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? Của tác giả nào? Con có biết ngày 20 tháng 11 là ngày gì không? Vào ngày 20 tháng 11, các bạn đã làm gì? Bó hoa của các bạn có những loài hoa nào? Tâm trạng của các bạn khi đến tặng hoa cô giáo như thế nào? Tình cảm của cô giáo với các bạn ra sao? Các con có cảm nghĩ như thế nào về ngày 20 tháng 11? Sau khi trò chuyện với trẻ về nội dung bài thơ, phụ huynh cho con đọc bài thơ cùng phụ huynh
một đến hai lần để các con nhớ và thuộc bài thơ. Khi đọc, các bậc phụ huynh chú ý sửa ngạo, sửa sai cho con. Nếu con đọc sai, ngạo hoặc chưa đúng thì các bậc phụ huynh cho con đọc lại cả câu thơ. Các bậc phụ huynh lưu ý, khi con đọc xong, phụ huynh nên động viên, khích lệ con. Phát triển ngôn ngữ là đặc thù của lứa tuổi mầm non. Các con dễ nhớ nhưng chóng quên. Vì vậy, phụ huynh cho các con đọc nhiều hơn để các con thuộc và nhớ bài thơ được lâu hơn. Vừa rồi là chia sẻ của cô với các bậc phụ huynh cho trẻ làm quen với bài thơ Bó Hoa Tặng Cô. Cô hy vọng các bé sẽ chăm chỉ học bài. Đó cũng là món quà lớn nhất đối với các cô giáo. Chúc các bậc phụ huynh có thời gian vui vẻ với các con. Xin chào và hẹn gặp lại.